Kiểu thế. Khán giả của ngày hôm nay thì theo đúng chương trình thì hôm nay chúng tôi sẽ sang phần nhận thân trong tự niệm chữ. Hôm qua là cô đã giới thiệu sơ qua về bài kinh đại niệm chữ, và hôm nay chúng ta đi sâu vào cái phần thứ nhất, đó là cái phần niệm thân. Sao hoàn ca chắc cơ bản liền xuống đi qua ta sẽ đảm mừng mũi ra chất sáng số nạn thu sân ra mong ca năng đảm mất ra văn hạ ca lô hạ dân và đăng tâm đảm mất ra văn hạ ca lô hạ dân và đăng tâm đảm mất sa văn a ca lu a yam ba đăng tam. Nghe một thời Thế Tôn ở xứ Kuru, Kamma Sadama là đô thị của xứ Kuru, rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, các tỳ kheo vâng đáp Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết như sau: này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm chữ. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống toàn thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quang thọ trên tạp thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Quán thân, như thế nào gọi là quán thân? Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán thân trên thân? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác vì ở thở vô, tỉnh giác vì ở thở ra. Thở vô dài vì ở biết tôi thở vô dài. Thở ra dài vì ở biết tôi thở ra dài. Thở vô ngắn vì ở biết tôi thở vô ngắn. Thở ra ngắn vì ở biết tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vì ở tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vì ở tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô vì ở tập. An tịnh toàn thân tôi thể thở ra vì ấy tập. Này các tỳ kheo, như người thở quay hay học trò của người thở quay thiền xảo, khi quay dài rõ biết tôi quay dài, hay khi quay ngắn rõ biết tôi quay ngắn. Cùng vậy, này các tỳ kheo thở vô dài biết rõ tôi thở vô dài, hay thở ra dài biết rõ tôi thở ra dài, hay thở vô ngắn biết rõ tôi thở vô ngắn, thở ra ngắn biết rõ tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vì ai tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vì ai tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô vì ai tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra vì ai tập. Như vậy vì ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoài thân, hay sống quán thân trên cả nội thân ngoài thân, hay vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay vì ấy sống quán diệt tần trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân, có thân đây vì ấy ăn đủ chánh niệm như vậy.
với hy vọng người bị chán trí, chán miệng và bị ở không nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán thân trên thân. Đó là phần thứ nhất của quán thân, là quán niệm hơi thở. Ngồi tuệ tri tôi ngồi, hay nằm tuệ tri tôi nằm. Thân thể được sử dụng như thế nào vì ấy tuệ tri thân thể như thế ấy? Vì ấy sống quán thân trên nội thân, hay vì ấy sống quán thân trên ngoài thân? Hay vì ấy sống quán thân trên nội thân, ngoài thân? Hay vì ấy sống quán tánh sinh khởi trên thân? Hay vì ấy sống quán tánh diệt tần trên thân? Hay vì ấy sống quán tánh sinh diệt trên thân? Có thân đây, vì ấy ăn trụ chánh niệm như vậy, và hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán thân trên thân. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi bước tới, bước lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi ngó tới, ngó lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm. Khi mang áo ngoài, mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm. Khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm. Khi đài tiền, khi tiểu tiền, biết rõ việc mình đang làm. Khi đi, đứng, ngồi, ngộ thức, nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. Hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán thân trên thân. Lại nữa, này các tỳ kheo quán sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đầu tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tình sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thần, tủy, tim, gan, hoành, cách, mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bùng, phân, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu và não. Này các tỳ kheo, cũng như một bao đồ hay đầu trống đựng đầy các hộp như gạo, lúa, đồ xanh, đầu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người có mắt đổ các hột ấy ra và quan sát. Đây là hột gạo, đây là hột lúa, đây là hột đậu xanh, đây là hột đậu lớn, đây là hột mè, đây là hột lúa đã xay rồi. Cùng vậy, này các tỳ kheo, một tỳ kheo quán thân này dưới từ bàn chân trở lên cho đến đành tóc bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tình sai biệt trong thân này. Phần tiếp theo là phần quán thân như chạm chết. Lại nữa, này các tỳ kheo rẫm quan sát thân này về các vị trí, các giới, ở đây là cái quan tự đài. Thứ sắp đặt các giới trong thân này có địa đài, thủy đài, hỏa đài và phong đài. Này các tỳ kheo, như một người đồ tệ thiền xảo hay đệ tử của một người đồ tệ giết một con bò, rồi ngồi cắt chia từng thân phần tại ngã tư đường. Cùng vậy, này các tỳ kheo quan sát thân này về vị trí các giới và sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đài, thủy đài, hỏa đài và phong đài. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoài thân? Hay từ thân thức đã rời khỏi thân chả? Lại nữa, này các tỳ kheo thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ở trương vòng lên, xanh đen lại, nạt thối ra. Tỳ kheo quán thân ở như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh ấy. Như vậy, vì ai sống quán thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoài thân, sống quán thân trên nội thân, ngoài thân, về sống quán tánh sinh khởi trên thân hay sống quán tánh diệt tần trên thân, hay sống quán tánh sinh diệt trên thân, có thân đây vì ai ăn trụ chánh niệm. Như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vì ai sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời, này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán thân trên thân. Lại nữa, này các tỳ kheo khi thấy một thi thể bị phong bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quả ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài dạ can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn, tỳ kheo quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy.
tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Lại nữa, này các tỳ kheo, như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa chỉ còn toàn xương, màu trắng vỏ ốc chỉ còn một đống xương lâu hơn 3 năm, chỉ còn là xương thổi trở thành bột. Tỳ kheo quả thân này như sau, thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tính chất ấy. Như vậy vì ở sống quán thân trên nội thân, hay vì ở sống quán thân trên ngoài thân, hay sống quán thân trên nội thân, ngoài thân, hay vì ở sống quán tánh sinh khởi trên thân, hay vì ở sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân, có thân đây vì ở sống an trụ chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vì ấy không sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán thân trên thân. Như vậy phút tập quán thân thì người Phật tử thường chỉ áp dụng được một vài đề tài trong số những điều quán thân mà đã nêu ra trong bài kinh đại niệm xứ này. Hôm qua sư cô đã giảng chung tổng thể về cái bài kinh niệm xứ ra đời như thế nào, ra đời ở đâu và những đối tượng nào thực hành. Trên thực tế khi Đức Phật nói này các tỳ kheo, nhưng không phải là Ngài chỉ nói với các tỳ kheo mà thực tế Ngài đang nói với tứ chúng. Tứ chúng ở đây bao gồm các tỳ kheo, các tỳ kheo ni, các nam cư sĩ và các nữ cư sĩ. Do đó, mặc dù trong kinh ghi là chỉ có các tỳ kheo, nhưng chúng ta nên hiểu lời của Đức Thế Tôn nói là nói cho tất cả mọi người cùng thực hành. Tứ chúng bao gồm hội chúng tỳ kheo, hội chúng tỳ kheo ni, hội chúng nam cư sĩ và hội chúng nữ cư sĩ. Tất cả chúng ta đều có khả năng để thực hành tự niệm chữ. Và như thế nào về quán thân? Đầu tiên khi dạy về quán thân, Đức Phật dạy chúng ta quán niệm về hơi thở vô và hơi thở ra. Khi hơi thở vô dài, chúng ta biết hơi thở vô dài, phải không? Khi hơi thở ra dài, chúng ta biết hơi thở ra dài. Khi chúng ta mới đi đến thiền đường, vì khi chúng ta mới đến đây, thân thể của chúng ta vẫn còn mệt mỏi vì chuyện phải đi lên cầu thang, phải đi một cái đoạn đường xa tới. Do đó khi chúng ta ngồi xuống, thân tâm của chúng ta chưa an tịnh được. Do đó hơi thở đang rất thô. Hơi thở dài đấy không phải là hơi thở cố ý làm cho dài ra hay ngắn ra, mà hơi thở dài ngắn ở đây là do khi chúng ta mới ngồi xuống, hơi thở của chúng ta còn rất mạnh và thường là dài. Cơ thể của chúng ta lúc đó đang cần nhiều oxygen hơn, cần nhiều dưỡng chất đến từ cái không khí bên ngoài. Do đó chúng ta phải thở mạnh, thở sâu thì mới đủ không khí để cung cấp cho cơ thể của chúng ta. Do đó hầu hết tất cả mọi hành giả khi mới ngồi xuống, chúng ta thở tương đối thô. Khi thở thô như vậy dễ nhận biết hơi thở không? Dễ nhận biết hơn. Thì như vậy trong kinh gọi là hơi thở vào dài vì ấy biết hơi thở vào dài, hơi thở ra dài vì ấy biết hơi thở vào ra dài. Còn hơi thở còn hơi thô, hơi mạnh thì chúng ta biết hơi thở đi vào dài, hơi thở đi ra dài. Sau vài ba phút thì cơ thể của chúng ta nó dịu lại, phải không? Hơi thở nó trở nên nhẹ nhàng, an tịnh hơn. Thì khi đó hơi thở vào ngắn, chúng ta biết hơi thở vào ngắn. Hơi thở ra ngắn, chúng ta biết hơi thở ra ngắn. Hơi thở đang như thế nào, chúng ta biết hơi thở đang như vậy. Và cái cảm giác của hơi thở khi đi vào như thế nào, chúng ta rõ biết cảm giác của hơi thở đi vào như thế nào. Và cảm giác của hơi thở ra như thế nào, chúng ta rõ biết cảm giác của hơi thở ra như thế nào. Trong một hồi biết hơi thở đã trở nên nhẹ nhàng, thân tâm chúng ta trở nên an tịnh hơn. Thì vì ấy mình bắt đầu tập là quảng giã toàn thân, tôi sẽ thở vào rõ hơi thở ở cả đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, và cảm giác của hơi thở đi vào đi ra như thế nào rồi. Thì bắt đầu chúng ta mới tập cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vào, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. Khi đó cái sự chánh niệm tỉnh giác, sự rõ biết cái tâm biệt của chúng ta tương đối vi tế. Và giai đoạn tiếp theo khi đã vi tế như vậy rồi thì chúng ta bắt đầu tập an tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vào, an tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra. Khi đó khi đã ngồi được khoảng 5-10 phút, có khi 15 phút rồi, thì thân thể
an tĩnh rất nhiều rồi, hơi thở cũng trở nên vi vẻ hơn và cái cảm giác an tĩnh như vậy. Có thể chúng ta quan sát thấy cơ thể đã an tĩnh, đi vào an tĩnh, nhưng cũng có thể chúng ta lại một cái chương trình cho bộ não của chúng ta. Trời ơi, bây giờ tôi đang quan sát trên cái cảm giác an tĩnh. Cái cơ thể của chúng ta rất buồn cười. Khi chúng ta gài một chương trình gì cho nó, thì ngay lập tức nó biết đi theo cái chương trình đã gài sẵn. Cơ thể là phương tiện, còn tâm hay là cái tạp ý của chúng ta mới chính là cái chương trình để gài vào trong cái phương tiện này, trong cái cổ máy này nó hoạt động như thế nào. Khi chúng ta ra lệnh, hoặc là chúng ta chỉ đặt một cái lệnh rất nhỏ thôi, đó là an tĩnh toàn thân, thì chúng ta thở vào và cái cảm giác quả thật là an tĩnh. Nó rất buồn cười. Chúng ta có thể ở một cái giai đoạn nào đó chúng ta có thể ra lệnh cho nó là cũng giống như trước khi chúng ta đi ngủ và chúng ta tập nói là 4 giờ sáng tôi sẽ thức dậy, thì không cần làm gì có 4 giờ sáng từ đầu chúng ta sẽ thức dậy hoặc chúng ta sẽ nghe một tiếng kêu để thức dậy. Cái thực tế không ai kêu hết, mà từ bộ nào mà chúng ta đã có hai chương trình sẵn rồi, nó sẽ thức dậy đúng giờ như vậy. Thông tin quý vị cứ làm mà coi. Thì cái tu tập cũng như vậy, cái tu tập chính là chúng ta đã từ gai vào một cái chương trình mới cho cơ thể của chúng ta hoạt động. Trước đây nó chỉ hoạt động theo quán tính phải không? Còn bây giờ chúng ta cho nó hoạt động theo một cái quy luật nào đó, chứ không phải là để cho nó hoạt động theo bản năng, theo quán tính nữa. Cách đi đứng rất thông nhau. Nhiều người tu tập tự niệm chữ là như vậy đó. Đặc biệt các vị đi vào các trường thiền và gặp những hành giả tu tập tự niệm chữ lâu năm rồi, các vị sẽ thấy cái sự khác biệt trong cái tư cách của người có tu tập niệm thân hay tu tập tự niệm chữ với người chưa từng tu tập tự niệm chữ. Cử chỉ, hành động, lời nói, oai nghi của họ khác hẳn. Trong tiếng Anh gọi là bravery. Bravery có nghĩa là cái oai nghi nó nhẹ nhàng, tinh tế, quyền chuyển, chỉnh trạng. Có thể sự khác biệt như vậy không? Họ không đi được vội vàng, họ không làm việc vội vàng, nhưng tất cả đều hoan hoan đâu vào đấy. Không phải vì họ không làm chậm chạp, cũng không vội vàng, không phải chậm chạp, không phải vội vàng, nhiều cái động tác họ làm chỉ vừa đủ cho cái hành động đó. Khi mà cô mới đi làm chùa Bù Lăng và cô gặp Hòa Thượng Viên Minh, Hòa Thượng Viên Minh là một người không chỉ vô ngồi thiền, nhưng mà Hòa Thượng tu tập tự niệm chữ rất thuần thục. Ngồi Hòa Thượng đi rất nhanh, nhưng mà cái cách đi của Hòa Thượng nhìn không vội vã. Mình chỉ thấy cái ý của Hòa Thượng phấp phới, mình đi theo không kịp, mình cố gắng đi bao nhiêu cũng không kịp hết. Trong đó Hòa Thượng không bao giờ vội vã hết. Và Hòa Thượng cũng có một cái sức khỏe rất bền bỉ, Hòa Thượng làm rất nhiều việc mà không tỏ vẻ mệt mỏi gì hết. Một cái người mà đã tu tập tự niệm chữ hay niệm thân thuần thục thuần rồi đó, thì cái động thái của họ rất nhẹ nhàng, quyền chuyển và rất tinh tế, không còn một cái chút thô nào trong đó hết, không làm ra tiếng động, nhưng mọi việc và động thái hết, mọi việc và tốt đẹp hết. Cũng như vậy là cái người tu tập bắt đầu từ cái việc thở vô thở ra và bắt đầu gài cái chương trình cho cơ thể của mình. Ngay cả từ hơi thở của mình nó hoạt động như thế nào, mà cơ thể mình sẽ cảm giác như thế nào. Do đó khi tu tập niệm hơi thở tới cái giai đoạn là an tĩnh toàn thân, tôi sẽ thở vô, an tĩnh toàn thân, tôi sẽ thở ra, chúng ta tập như vậy và chúng ta biết rõ chúng ta đang làm gì với cơ thể của chúng ta, cơ thể đang hoạt động như thế nào. Và từ cái việc biết rõ đó, chúng ta biết chúng ta có thể điều khiển cơ thể của chúng ta như thế nào để hoàn toàn chính xác, không mất nhiều năng lượng, không mất nhiều thời gian. Đó là một cái điều mà chỉ khi tu tập chúng ta mới thấy được cái hay, cái đẹp, cái tuyệt vời của cái việc tu tập, cái sự thông thông của cảm giác trên sự đến đi của hơi thở, trên sự đến đi của cảm giác liên quan đến cái sự sống của cơ thể này. Như vậy gọi là có thân đang vì ấy biết và tu tập. Và khi sống tu tập với nhiệt tâm tinh cần, biết rõ trên niềm như vậy, thì chúng ta không nương tựa vào đâu hết, không tuân thủ vào đâu hết,
Như thế nào gọi là không nương tựa vào đâu hết? Chúng ta không cho rằng cái thân này là mãi mãi. Chúng ta không cho rằng cái thân này là ta, là của ta, để có thể nương tựa vào nó. Thì chúng ta thấy cái sự sắc khởi của thân, thấy sự tánh diệt trên thân, thấy sự gian tranh và diệt trên thân, chúng ta biết có chỗ nào có thể bám vào được không? Như vậy đã có cái sự quản vô thường, tánh tranh, tánh diệt. Cái sự sắc diệt trên thân, thấy được cái sự vô thường trên từng hơi thở, thấy được cái sự vô thường trên từng cảm giác, thấy được cái sự vô thường trên từng cái hoạt động của cái thân thể này, cái sự phập phồng, sự thay đổi, nhiệt độ của nó. Thì như vậy chúng ta biết rằng thân này là vô thường. Trong cái sự quản về thân này, chúng ta thấy rõ được cảm giác, thấy rõ được cái sự vô thường, và chúng ta không trụ vào đâu hết. Chúng ta biết không có chỗ nào có thể nắm bắt được hết. Như vậy chúng ta sẵn không chấp trước vật gì ở trên đời. Không chấp trước vật gì ở trên đời. Vật gì ở đây có nghĩa là bất cứ cái gì trên thân này. Bình thường khi không quản thân, chúng ta sẽ thấy mắt của tôi xinh đẹp, da của tôi đáng yêu, cơ thể của tôi là uyển chuyển, hấp dẫn, phải không? Có bao giờ nghĩ như vậy không? Nhưng khi chúng ta trọng quản thân như trên thân như thế này, chúng ta còn thấy cặp mắt đáng yêu, xinh đẹp, làn da là xinh đẹp, được không? Chúng ta thấy cơ thể hấp dẫn, được không? Không thể như vậy. Chúng ta thấy cái sự vận dụng của thân, cái sự kết hợp của thân, chứ không phải là thấy tổng thể cái thân nặng giữ từng chung, nặng giữ từng riêng, rồi sau đó sanh ra cái tâm nguyện hải, sanh ra tâm diện mắt về thân thể này hay phải một cái thân thể khác. Bình thường có thể chúng ta không nguyện hải diện mắt về thân thể này, nhưng chúng ta có thể nguyện hải diện mắt về một cái thân thể khác, đúng như vậy không? Trong chúng dài thì nói là người phụ nữ thì thường là nguyện hải diện mắt về chính thân thể của mình. Chúng ta thường soi gương, chúng ta thường trang điểm, chúng ta thường ăn mặc như thế nào để mình dễ nhìn, hấp dẫn, có đúng như vậy không? Và chúng ta quá chú ý đến vẻ ngoài của mình, người phụ nữ chú ý đến vẻ ngoài nhiều hơn là người nam giới. Còn người nam giới thì có một yếu điểm là họ có thể không dính mắc vào thân thể của họ, nhưng họ lại có thể dính mắc vào thân thể của người khác. Có đúng như vậy không? Xu hướng của người nam giới họ không trau chuốt kiến của họ, nhưng họ thích bàn lại hay vờ của họ trong chuột cái thân thể của mình để họ nhìn vào thấy đẹp, thấy hấp dẫn. Nếu như vợ hay bạn gái của họ không trong chuột cái thân thể, họ sẽ không hấp dẫn, họ có thể đi tìm người khác. Có đúng như vậy không? Họ tin cái sự hấp dẫn, cái sự trong chuột, cái sự nâng niu ôm ấp cái thân thể đó ở một cái người khác. Nhưng vì ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. Chấp trước là chúng ta đã sanh ra cái khái niệm đẹp xấu, trẻ già, hấp dẫn, kém hấp dẫn, đó là khái niệm. Trên thực tế, những cái đó nó không tồn tại. Bây giờ con nói như thế này, bông hoa hồng chúng ta đang thờ trên bàn thờ đây, chúng ta nhìn vào chúng ta thấy xinh đẹp và tỏa hương thơm, phải không? Đối với một con trâu nó có thể như vậy không? Con trâu nó không thể như vậy, nó thấy đây là món ăn hấp dẫn. Đối với con trâu, con ngựa nó thấy bông hoa hồng như thế nào? Có thể là một món ăn hoặc có thể nó chỉ dậm đạp lên để nó không ăn được. Nhưng đối với một nhà khoa học thấy bông hoa hồng là cái gì? Một nhà sinh học sẽ thấy đấy là một cái bộ phận của cái cây, bộ phận này có cái tác dụng là sinh sản. Bông hoa mà chúng ta nói rất chiếc đẹp, hấp dẫn như vậy, chúng ta trưng ra thờ như vậy, thực ra đó là cái bộ phận sinh sản của cái cây. Như vậy họ có thể cái gì đẹp trong đó không? Và nhìn sâu, đem kỷ niệm đi ra nhìn nữa, chúng ta thấy bao nhiêu tế bào, rồi có cả những vi khuẩn, những sinh vật nhỏ, sinh vật bám ở trên đó nữa, phải không? Thì như vậy, từ một cái cách nhìn của chúng ta thì tất cả những cái gì mà chúng ta gọi là đẹp, là hấp dẫn, như vậy không tồn tại được nữa không? Cái gì mà chúng ta gọi là đẹp, xấu, hấp dẫn hay không hấp dẫn, đó là chỉ là những cái giá trị mà chúng ta đặt để lên sự vật hiện tượng. Trên thực tế, sự vật hiện tượng không có những cái giá trị đó, mà những cái giá trị đó là những gì mà chúng ta đặt ra theo cái quan niệm của chúng ta, theo nhận thức của chúng ta. Còn trên bản chất của cái
bắt đầu không còn như ngài, một cô gái 18 tuổi, không quá cao, không quá thấp, không quá trắng, không quá đen, không quá béo, không quá gầy. Một cô gái như vậy, với con mắt của người đời có hấp dẫn không? Hấp dẫn là không. Nhưng khi đi vào trong một cái sở thú và ném cô gái rồi thì hai giờ bầy sư tử và hổ bảo, thì cô gái đã trở thành cái gì? Trở thành món ăn, bữa ăn sáng hay bữa ăn trưa, bữa ăn chiều gì đó cho những con thú ăn thịt. Nó có phải cô gái đó xinh đẹp hấp dẫn không? Không, nó không phải xinh đẹp hấp dẫn, nó chỉ thay đổi được bữa ăn của nó. Do đó, những cái gì chúng ta gọi là xinh đẹp là hấp dẫn như vậy, có phải là tồn tại một cách là bất biến không? Tồn tại ở tất cả mọi nơi không? Mang tính vũ trụ không? Không phải. Trong tiếng Anh mà có cái câu là Beauty in the eye of the beholder. Cái đẹp chỉ tồn tại trong mắt của cái người chứng kiến. Cái người chứng kiến đó nếu như không phải như vậy là đẹp, thì không đẹp. Cái giá trị về đẹp, về hấp dẫn theo mỗi thời đại nó thay đổi phải không? Theo mỗi gia cấp nó thay đổi và theo mỗi loài nó thay đổi. Nhưng chúng ta không biết nó là những cái khái niệm mang tính giả định. Chúng ta che đỡ là một cái sự thật tuyệt đối và chúng ta bị dính mắc trong đó. Như vậy gọi là chấp trước những cái thứ, những cái giá trị ở trên đời. Còn cái gì hình giả sống bản thân trên thân thì chúng ta không chấp trước bằng bất cứ vật gì ở trên đời. Khi không chấp trước như vậy, chúng ta có thể cảm thấy là bất kỳ hình sắc như thế này có thể nương tựa được không? Rất lớn, lớn một chàng trai nào đó đang trẻ khỏe, cứ nghĩ là mình sẽ trẻ khỏe như thế này mãi mãi, mình sẽ làm ra tiền, mình sẽ sống thoải mái với nhiều cái hưởng thụ của các giác quan. Chàng trai đó có sai lầm không? Sai lầm. Nếu như chúng ta quản thân trên thân, chúng ta sẽ bị tánh sanh, tánh diệt trên thân, chúng ta sẽ không còn nương tựa vào cái thân này nữa. Chúng ta biết cái thân này bản tánh của nó là như vậy, chúng ta không có cải tánh nó đi được. Cái quy luật sanh già bệnh chết chúng ta có lật ngược nó lại được không? Chúng ta có thay đổi được cái quy luật đó không? Không thay đổi được, có sanh rồi sẽ có già, sẽ có bệnh, sẽ có chết. Chúng ta không thể nào lật ngược lại được, không thay đổi lại được. Khi chúng ta quản như vậy là chúng ta đang quản pháp trên cả pháp. Như vậy thì thân thở tâm pháp nó có trong mỗi một cái hành động quan sát của chúng ta phải không? Không tách rời được. Chúng ta biết không thể chấp thủ được vào trong cái này, không nương tựa được vào trong cái vật này, trong cái cơ thể này. Và chúng ta sống như vậy, chúng ta có biết buông bỏ không? Khi biết buông bỏ thì chúng ta sẽ được tự tại, được an lạc. Chúng ta không còn dính mắc vào cái thân này nữa. Khi không dính mắc vào cái thân này nữa, chúng ta sẽ không mệt mỏi với cái chuyện hôm nay sẽ ăn cái gì, hôm nay sẽ mặc ra sao, hôm nay để kiểu tóc như thế nào. Hồi xưa cô là cái cô gái rất vùng về, không biết để tóc như thế nào hết. Và luôn luôn bị các anh chị của mình chỉ trích về cái chuyện là không biết là đẹp. Và một buổi sáng thức dậy, cái chuyện mà việc đầu tiên mà cô khổ sở đó là trả tóc như thế nào và mặc bộ đồ như thế nào để không bị mọi người chê bai là con gái mà không biết sửa soạn. Cho đến cái ngày xuất gia thì cô, cái tóc của cô được cạo đi và cô cảm thấy một cái sự giải thoát. Kể từ nay mình không cần phải quan tâm đến là phải để tóc như thế nào nữa. Cảm thấy nó giải thoát rất nhiều, giải thoát rất nhiều khi không còn tóc nữa. Cho nên mái tóc cũng có thể là một cái phiền não phải không? Khi người ta cạo đầu xuất gia thì người ta nói là mình chả bỏ đi những cái phiền não do cái bộ tóc này mang đến. Thì như vậy cũng là quản thân trên thân, quản nội thân trên nội thân, quản thân trên ngoại thân. Và kết quả như vậy thì mình không còn chấp thủ vào cái mái tóc của mình nữa. Đó là quản trên cả tư thế. Hôm qua cô đã nói sơ qua về là sử dụng cái thân như thế nào, thực hiện cái thân như vậy. Và đi đâu chúng ta cũng có cái thân này hết, do đó đi đâu chúng ta cũng có thể tu tập hết. Lại nữa này gặp tỳ kheo, tỳ kheo đi rõ biết tôi đang đi. Khi tỳ kheo ngồi rõ biết tôi đang ngồi. Khi đứng rõ biết tôi đang đứng. Khi nằm rõ biết tôi đang nằm. Thân thể được sử dụng như thế nào,
vì ấy biết rõ thân thể đang sử dụng như vậy. Như vậy tu thiền có phải là chỉ có ngồi nhắm mắt lại không? Không, tu thiền có thể sử dụng khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Không phải chỉ có ngồi trên bồ đoàn nhắm mắt tĩnh tâm trên hơi thở mới gọi là tu thiền. Chúng ta có thể tu thiền với bất cứ tư thế nào. Khi đi chúng ta biết mình đang đi, và thân tâm, tâm trụ trên thân, tâm biết rõ thân đang sử dụng như thế nào, thì chúng ta sẽ đi mà không bị vấp ngã, đi mà không bị té, đi mà không bị đụng chỗ này đụng chỗ kia. Còn khi đi mà thân như thế này, tâm ở một nơi khác, đi ở chỗ này tâm nghĩ đến một cái chuyện khác, thì chúng ta dễ té không? Dễ vấp, dễ té, dễ đùng. Và đi như vậy có biến chuyển, đi như vậy có nhẹ nhàng, có tinh tế không? Không có chánh niệm trên thân thì mỗi bước đi của chúng ta không thể nào an toàn được, không an lạc được. Nhưng khi có chánh niệm ở trên thân, mỗi bước đi của chúng ta là mỗi bước đi giải thoát, mỗi bước đi là mỗi bước an lạc. Chúng ta đang sử dụng như thế nào thì khi đó chúng ta đang có sự tu tập quán thân trên thân, mà không cần phải đi tìm cầu ở bất cứ nơi nào hết. Do đó trong một số kinh đại thừa có nói, chúng ta có đầy đủ hết tất cả. Trong kinh Pháp Hoa nói phải không? Chúng ta giàu có, chúng ta đầy đủ hết tất cả, tại sao lại đi tìm bảo vật ở đâu ra thôi? Ngay trong thân này, nếu như chúng ta biết sử dụng cái thân này, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, sử dụng một cách uyển chuyển, sử dụng có tuệ giác và sử dụng có chánh niệm, có nhiệt tâm, tinh cần để đưa cái tâm về trên thân, thì khi đó chúng ta đang có sự tu tập, chúng ta đang có sự giải thoát. Không cần phải tìm sự tu tập hay giải thoát ở đâu xa hết. Khi ở trên thân mà không nương tựa, không chấp trước vào những cái khái niệm và những cái biết trước đó, và những cái giá trị mà chúng ta tự đặt để lên trên thân này, thì chúng ta không bị ràng buộc với cái thân này. Dù biết rõ cái thân này và biết sử dụng cái thân này một cách đúng cách, nhưng chúng ta không bị ràng buộc ở trong đó, không bị cầm tù ở trong đó. Đó chính là cái giá trị chân thật và tốt đẹp nhất của việc quán thân trên thân. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo khi bước tới bước lui biết rõ việc mình đang làm, khi ngó tới ngó lui biết rõ việc mình đang làm, khi co tay khi duỗi tay biết rõ việc mình đang làm, khi mang áo, khi mặc quần, khi mang y vải, khi ăn uống biết rõ việc mình đang làm, khi nhai nếm biết rõ việc mình đang làm, khi đài tiền tiểu tiền biết rõ việc mình đang làm. Như vậy có chỗ nào không tu được không? Không có chỗ nào không xứng đáng để tu hết. Trong việc tu tập từ niệm sự như thế này, chỉ riêng việc niệm thân thôi, chúng ta có thể tu tập được ở bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu phải không? Hôm qua cô có đề cập sơ đến thiền nấu ăn, thiền nhặt rau, thiền rửa chén, thiền khi ăn, thiền khi nếm, thiền khi ngửi, thiền khi đụng chạm tiếp xúc, thiền khi nói, và thiền cả khi im lặng nữa. Có chỗ nào mà không có thiền không? Khi tâm chúng ta có chánh niệm, tỉnh giác, có trí tuệ. Trí tuệ ở đây trong tiếng Phạn hôm qua cô có giảng khá rõ về chữ Sampa Chanyo. Chanyo là rõ biết, Sampa là cái tâm rõ biết những gì đang hiện khởi, có nghĩa là thiền trong hành động. Chữ Sampa Chanyo này rất hay. Trong tiếng Việt chúng ta dịch ra là tỉnh giác. Thực ra cái chữ tỉnh giác không biết, không rõ bằng cái chữ mà thiền trong hành động. Thiền này không phải là thiền tĩnh mà là thiền động. Khi chúng ta làm cái gì chúng ta rõ biết chúng ta đang làm như vậy. Và khi đó chúng ta biết vì sao chúng ta làm cái hành động này, vì sao chúng ta nói cái lời này, vì sao chúng ta nói như vậy, vì sao chúng ta làm như vậy. Khi rõ biết như vậy, chúng ta có lầm về hành động của mình nữa không? Không lầm, biết rõ mục đích, có nghĩa là biết được cái ý định của mình khi làm hành động đó, khi nói như vậy. Khi biết rõ một người tu tập, một người có đạo, biết rõ rằng mục đích của lời nói, hành động của mình, và mình biết nếu như nó đem đến đau khổ, tai hại cho mình hay cho người khác, chúng ta có nói, có làm không? Không.
Nếu như chúng ta biết rõ nó đem đến lợi ích cho mình nhưng mà đem đến tai hại cho người khác, chúng ta có nói có làm không? Không, người có đạo sẽ không làm. Nếu như biết rõ nó đem đến lợi ích cho người khác nhưng đem đến từ tai hại cho mình, chúng ta có làm hay nói không? Không, người biết đạo sẽ không bao giờ làm thì hành động như vậy. Đối, có đạo đức trong đó, có đời sống đạo trong đó. Do đó, giới định tuệ có thể phân tách ra riêng rẽ được không? Không, trong mỗi hành động thiền tập như thế này có cả giới, có cả định, có cả tuệ. Tuệ là cái rõ biết cái mục đích của hành động, ý chí của hành động và pháp đẳng của hành động, cái đó thuộc về tuệ vậy. Và khi rõ biết như vậy, giới ngăn ngừa những cái hành động nào không đem lại lợi ích cho mình, cho người. Mà nếu như chỉ đem lại lợi ích cho người nhưng đem lại tai hại cho người ta, chúng ta không nói, không làm, đó chính là giới, đó chính là đạo. Thuần thiền mà có cả giới, cả định, cả tuệ, có cả chân, cả thiền, cả định trong đó. Như vậy sống thiền không ngoài sống đạo. Và sống thiền không phải chỉ có ngồi thiền, mà thiền có thể thực hiện ở bất cứ thời điểm nào, bất cứ tư thế nào. Như vậy gọi là sống thiền. Trong căn phòng mà cô đang trụ ngụ có tường của 18 vị La Hán. Mỗi vị La Hán có một cái tư thế khác nhau, không ai giống nhau hết. Nhưng các vị La Hán là các vị mà không còn phiền nào nữa. Các vị rõ biết mọi hành động của mình đang làm. Do đó trong mọi hành động, trong mọi cái tư cách đều có thiền, có trí tuệ trong đó. Và chúng ta không cần phải rập khuôn theo bất cứ một ai hết. Khi chúng ta có chánh niệm tỉnh giác trong mọi hành động như thế này, chúng ta không cần phải bắt như thế này hay như thế kia. Mà chúng ta biết rõ như thế nào là đúng, như thế nào là sai, như thế nào là thích hợp, như thế nào không thích hợp. Thì trong cái chỗ sang qua trang nha hay là thiền trong hành động đó, trí tuệ trong hành động đó, nó có cả cái yếu tố biết rõ hành động nào là thích hợp, hành động nào là thích hợp. Ở thời điểm này, hành động như thế này có thể thích hợp, nhưng ở thời điểm khác, hành động như thế này không thích hợp. Và khi rõ biết như vậy, chúng ta biết lúc nào thì nói, lúc nào thì không nói, lúc nào thì làm, lúc nào thì không làm. Cái trí tuệ đó cho chúng ta biết được. Thiền trảo chứ không phải là thiền đối lập với ác. Thiền trảo có nghĩa là cái gì thích hợp và cái gì không thích hợp. Và khi có cái sampajanya yếu tố trí tuệ này trong hành động, thì chúng ta sẽ biết lời nói nào, hành động nào trong thời điểm nào là thích hợp, lời nào nào, hành động nào trong thời điểm nào không thích hợp. Thì như vậy gọi là trí tuệ. Và thiền ở đây không phải là thiền tĩnh, mà là thiền đồng. Đang sử dụng cơ thể như thế nào, chúng ta biết đang sử dụng cơ thể như vậy. Và nếu như chúng ta có thiền như vậy, thì chúng ta sẽ không đi đến cái chỗ lãng quên. Có thân đây vì ai biết, có thân đây. Nếu như chúng ta sống không có thiền, chúng ta thường lãng quên. Thân ở một nơi, tâm ở một nơi. Khi về già, chúng ta rất dễ mắc bệnh lãng quên, mắc bệnh lũ lẫn. Và căn bệnh này đang là căn bệnh của thế kỷ ở những nước đã phát triển. Thì cái chi tiêu cho những người bị bệnh lãng quên, chính phủ các nước đang phát triển ở châu Âu cũng như là Bắc Mỹ, thì đây là một cái vấn nạn rất lớn. Họ phải sử dụng rất nhiều cái số tiền trong ngân quỹ của nhà nước để duy trì cho những cái người già, người lớn tuổi ở trong những cái bệnh viện, trong các cái trại dưỡng lão đã đi đến chỗ lãng quên rồi. Mỗi người như vậy cần phải có một y tá chăm sóc. Và cái ngân quỹ của quốc gia đã dùng cho cái việc đó trở nên càng ngày càng trở nên gánh nặng cho chính phủ của các nước phát triển. Và họ nghiên cứu ra, trong các cái nghiên cứu y khoa, họ tìm ra nguyên nhân của cái việc quên lãng này bắt đầu từ cái việc chúng ta sống thân một nơi, tâm một nơi, làm việc mà luôn luôn tính toán, luôn luôn bồn chồn, luôn luôn lo lắng, sợ hãi. Và khi về già, khi luôn luôn lo lắng, sợ hãi như vậy, khi còn ở một mình, họ không thể nào sống cho chính bản thân mình được. Họ phải bật TV lên. Và chương trình của họ, trong đầu của họ, họ không suy nghĩ nữa. Họ làm việc theo chương trình định sẵn của người khác. Họ xem những phim này để phim khác.
thay đổi cái kênh của truyền hình liên tục, họ sống trong quên lãng, họ không biết họ có thân đây, họ không biết thân của họ đang sử dụng như thế nào, họ không biết cái thân sử dụng như vậy cảm thọ đang những tranh khởi ra sao, cảm thọ nó sanh ra tồn tại biến diệt như thế nào, và thân thể họ sử dụng như một cỗ máy chứ không phải là với sự rõ biết của thân và tâm là một. Chính sống trong cái sự làm quen như vậy khiến cho họ khi về già họ đi đến cái chỗ lũ lần và làm quen. Và bây giờ ở Tây Phương, trong hầu hết các cái trường đại học y khoa đều có học thiền hết, hầu hết các bác sĩ sắp ra trường có một môn học bắt buộc, đó là thiền chánh niệm. Và bây giờ cái thiền chánh niệm này cũng đang được đưa vào trong các cái viện điều dưỡng, và nước Mỹ sắp tới trong một tương lai rất gần, nước Mỹ sẽ đem cái thiền chánh niệm này vào trong trường học từ tiểu học trở lên. Khi quán thân trên thân, chúng ta việc đầu tiên mà chúng ta phải tạo ý đến là chúng ta đang sử dụng thân như thế nào. Khi chúng ta ngồi thiền thì để mục đích của chúng ta trong việc ngồi thiền là để tĩnh tâm, phải không? Khi đi cái chữ tĩnh tâm có thể là không nhiều bằng khi ngồi thiền. Mục đích của việc ngồi thiền là để xác lập một số tĩnh tâm nào đó. Khi để tĩnh tâm với cái mục đích như vậy, chúng ta sử dụng cái thân thể chúng ta ở cái dạng tĩnh. Khi sử dụng thân thể ở dạng tĩnh thì cái đối tượng để khiến cho thân tĩnh thì tùy một số trường phái, là trường phái quán thân, tên hơi thở, như là những cái lời chỉ dạy đầu tiên trong bài kinh Vàng Hình Chữ, thì chúng ta trụ tâm trên hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Cũng trên cái trường phái quán niệm hơi thở này có một số trường phái gọi là đặt tâm của chúng ta, cái sự chú ý của chúng ta nơi đầu chóp lưỡi, nơi hơi thở đi vào đi ra. Một số vị thì bảo là đặt cái sự chánh niệm ở trên cái đầu môi này, khi mà hơi thở tiếp xúc đi vào thì nó tiếp xúc được cái chóp môi của chúng ta, không cảm nhận được không? Nhắm mắt ra cảm nhận thử xem, thở vào, thở ra, thấy sự tiếp xúc của hơi thở ở điểm nào. Tuy có người thấy ở trên cái chóp môi, có người thấy ở lỗ mũi, không ai giống ai hết. Thì trong kinh Đức Phật chỉ nói là đưa chánh niệm về trước mặt. Thì một số vị giải thích đưa chánh niệm về trước mặt đã đưa về giữa chẳng hai chân mày này. Một số vị thì nói đưa chánh niệm về trước mặt ở giữa trên cái chóp mũi. Một số nói là cái vùng sáng ở trước mặt của mình. Thì tùy theo cái cảm quan của từng cá nhân mà chúng ta thấy khi đưa chánh niệm về trước mặt, cái điểm nào là nổi trội nhất thì chúng ta. Mục đích là như vậy. Con có câu hỏi nào? Con thấy là khi mình nhìn một cái hoa thì lập tức là cái tâm nó đã thích, nó chạy trước, không chụp lại. Cái đó là gọi là chấp trước. Chúng ta nhìn thấy cái gì đó chúng ta đẹp, chúng ta có khả năng đẹp xấu liền phải không? Con thấy lập tức đẹp hay xấu, hấp dẫn hay không hấp dẫn, cái đó gọi là tượng trưng tự nhiên. Con thấy lập tức chúng ta nhảy vào cái khái niệm, chúng ta không thấy được cái thức tưởng của sự vật hay con người, mà chúng ta thấy khái niệm. Chính vì thấy khái niệm như vậy chúng ta mới thấy thích hay không thích. Thích hay không thích nó bắt nguồn từ cái khái niệm, hay nó không bắt nguồn từ thực tĩnh. Thức, nếu như chúng ta thấy thức tưởng, thích hay không thích không thành khởi. Khi chúng ta thiền chánh niệm tỉnh giác này, chúng ta đang tập để có được cái chánh trí. Lúc này chúng ta nói với hy vọng đạt được chánh trí phải không? Chánh trí ở đây là thấy sự vật hiện tượng như là thực tưởng của nó, không thông qua khái niệm. Cái thấy quá thực, thấy thức tưởng chúng ta không sanh ra cái tâm thích hay không thích, chỉ vì chúng ta chưa thấy được cái thực tưởng mà thấy qua khái niệm, cho nên chúng ta còn có thích hay không thích sanh khởi. Cho đó trong kinh nói với hy vọng nó có nghĩa là ngay khi mới tu chúng ta đạt được chánh trí. Mà chúng ta tu tập như thế này để làm gì? Để đạt được chánh trí. Khi có chánh trí rồi thì chúng ta không cần tu nữa mà cũng thấy được thực tưởng. Thuộc là liệt tuệ. Liệt tuệ có nghĩa là người tức chậm, có phải mất 7 năm mới kinh nghiệm được cái vốn đó đi tiền này. Khi mà giờ cái bước chân lên mình kinh nghiệm được cái trị bát nhã, phải cái trị không chấp trước vào ở đâu hết, không nương tựa vào ở đâu hết. Chứ còn mình thực được đó suốt 7 năm vẫn không chấp trước, tốt mà vẫn thấy qua khả niệm, chứ chưa phải là thấy qua cái thực tưởng cái chất đẻ, mà vẫn cứ thấy qua cái tục đẻ. Chứ nên khi giấy cuộc đó, khi nhấc cái bước chân lên đại tử như vậy nó chưa kịp đặt xuống đó, thì ngay lúc đó có thể được chánh đệ, không phải là thể qua tục đệ, không phải thể qua hại gì nữa.
con mới hiểu được. Nó không chấp trước là như thế nào, không lưu tựa là như thế nào. Và hiểu luôn toàn bộ bài kinh Kim Cương cũng như bài kinh Bát Nhã. Được đó đọc ngượng mồm mà không hiểu. Ngượng mồm nhưng không hiểu nào. Bông ca nâng đăng mắt cho văn á ca nô hà yam ba đăng ca đăng mắt cho văn á ca nô hà yam chiều hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần về phần niệm thân mà buổi sáng chúng ta chưa hoàn thành. Trong bài kinh này niệm chữ thì có hai phần rất dài, đó là phần niệm thân và phần niệm pháp. Chẳng hạn khi hơi thở đi vào chúng ta cảm nhận rõ cái mục rõ thì chúng ta sẽ thấy đó là phong đài. Khi đưa tay lên như thế này thì nó tạo ra rất rõ không, đó là phong đài. Tất cả cái động tác của trong cái ruột của chúng ta đó thì là do cái ta tiêu hóa và nó đẩy thức ăn đi, cái đó cũng gọi là phong đài. Và còn khi mà chúng ta thở vào thở ra chúng ta nghe ấm hay là nghe mát thì đó nó thuộc về hỏa đài. Hỏa đài trong cơ thể của chúng ta nó có tác dụng để giữ cho cơ thể của chúng ta đàn hồi ấm áp, và nó làm cho thức ăn tiêu hóa, làm cho máu huyết lưu thông được tốt hơn. Đó là cái công năng của hỏa đài trong cơ thể của chúng ta. Khi quan sát về hỏa đài thì chúng ta thấy những cái công năng nào là một chút tiêu hóa. Công đài, hỏa đài, địa đài. Đó là bộ yếu tố đó. Thì khi ngồi thiền mà chúng ta thấy được các yếu tố khác nhau này trong hơi thở và trong những cái đồng đường hoạt động hàng ngày của chúng ta thì cái gọi là thiền phân tích tự đài. Khi chúng ta tự tâm để những cái phản trung như vậy thì cũng đang là quản thân trên thân. Nó cũng thuộc về niệm thân, nó cũng thuộc về cái thể giới vật chất, các đài, tự đài như vậy là thuộc về thể giới vật chất. Và trong thiền niệm thân có một cái đề mục đó là niệm 32 thể tưởng. Trong lúc rộ các cái vị đại thừa thì nói là niệm thân bất tịnh, đây chỉ nói về cái khía cạnh này mà thôi, thì không nói đến những cái khía cạnh khác cũng rất quan trọng của niệm thân. Thì tại sao là niệm thân bất tịnh? Và 32 thể trưởng trong hôm trước, những cái buổi đầu tiên thì cô có nói là khi một hành giả bắt đầu trên con đường tu tập thì sẽ đầu tiên thiền sư sẽ cho tu tập bốn cái pháp môn, gọi là pháp môn chuẩn bị hay bảo vệ. Thì một trong bộ thứ pháp môn chuẩn bị hay bảo vệ đó gọi là quán cái sự bất tịnh của cái thân này. Tại vì trong giáo pháp của Đức Phật có cả những cái vị hành giả tuổi còn trẻ tuổi, và bình thường chúng ta hoạt động như thế này thì là chúng ta không có sáng ra một số cái tâm thân của ất, nhưng mà khi ngồi nhắm mắt lại thì chúng ta lại có thể sáng ra một số tâm thân của ất. Thì quán 32 thể trưởng này là một trong những cái cách để phá cái tưởng đi, để cho cái tâm tham liên hệ để cho cơ thể này đừng hoạt động nữa. Vì chúng ta chỉ tham khi chúng ta thấy một cái cá thể như là một cái con người hoàn chỉnh, phải không? Nhưng nếu như chúng ta phân tích ra từng món, chúng ta còn tham nữa. Khi chúng ta phân tích ra từng món, chúng ta cũng không sống nữa. Đây là có cái công năng rất hay. Bình thường cái tham với cái sân của chúng ta nó liên hệ đến với cái trí, khi liên hệ với cơ thể này. Cái trí liên hệ với cơ thể ở cái chỗ đó, nó sẽ thấy cơ thể là một cái tổng thể thống nhất, hoàn chỉnh. Nhưng nó không phải là do những cái bộ phận khác nhau ghép lại. Thì khi mà thiền chúng ta niệm thân theo cái thể mà quán 32 thể trường như thế này, nó có một cái công năng nó phá vỡ cái tánh thống nhất và tánh toàn diện như vậy. Khi phá vỡ như vậy rồi chúng ta không có cơ sở để tham hay sân khi liên hệ với cơ thể nữa. Chẳng hạn bất kỳ anh chàng nào đó đang si mê một cô gái nào đó, nhưng mà khi mà vì thiền trị đến nói với anh chàng là anh yêu cái gì của cô gái, yêu cặp mắt cô ta hay yêu màu da cô ta, yêu dạng cô ta hay là yêu ngược dài cô ta, hay là yêu tóc cô ta, hay yêu lông cô ta, hay là móng tay móng chân cô ta, anh chàng này sẽ rất ngạc nhiên và bắt đầu suy nghĩ việc mình yêu cái gì. Có đúng như vậy không? Còn khi nhìn những một tổng thể, anh chàng nói mình yêu cái cô gái này, thương cái cô gái này, không có cô gái này mình chết được. Nhưng mà khi phân tích ra thành từng bộ phận như vậy thì anh ta sẽ rất hoang mang. Anh ta sẽ thực sự biết là mình trong 32 cái bộ phận này mình thương cái bộ phận nào. Đầu tiên là cái gì? Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân xương, tủy, thần, hoạt động của từng bộ phận trong cơ thể của mình.
Nếu như chưa đi qua được cái giai đoạn như vậy thì thiền sinh vẫn chưa được đi lên cái giai đoạn cao hơn. Tại sao lại phải có một cái giai đoạn bổ trẻ như vậy? Ở Thái Lan thì các nhà sư trẻ đó, thường thường thỉnh thoảng có những cái chương trình cho các nhà sư trẻ đi vô trong bệnh viện nhé, hoặc là vào trong trường đại học y khoa để nhìn các bác sĩ, các sinh viên y khoa mổ trẻ những cái thay người, và để cho các nhà sư được xác định rõ được bộ phận nào nó nằm ở chỗ nào, công dụng của nó là như thế nào. Ở Tây Tạng cũng có một cái pháp môn như thế này. Một số hành giả đó, nhất là các lạt ma đào tạo để trở thành sau này trở thành những đạt ma, đạt ra lạt ma quan trọng đó, thì có một cái giai đoạn trong cuộc đời họ phải đi theo những người mộ tử thi. Ở Tây Tạng thì là họ không giống như chúng ta, họ chết không có đất chôn, họ không có đủ củi để mà đốt, cho nên họ chỉ có thể người họ chỉ có thể chặt nhỏ người chết ra để vứt cho chim ăn. Thì trước khi mà họ chặt nhỏ người chết ra để vứt cho chim ăn như vậy, thường là họ mổ và nghiên cứu là do nguyên nhân gì thì người này chết, và khi chết như vậy thì các bộ phận trong cơ thể nó thay đổi như thế nào. Thì những cái hành giả mà đang ở trong cái giai đoạn học để sau này trở thành những cái thiền sư vĩ đại đó, thì là phải đi theo những người mổ chặt chết đó. Và khi họ mổ như vậy là mình phải dùng tay của mình xúc chạm vào và nghiên cứu những cái bộ phận trong cơ thể của con người. Thường khi mà chúng ta làm cái công việc như vậy thì không thể nào có cái ham muốn liên quan đến thân xác được nữa, có đúng như vậy không? Thường nó sinh ra cái tâm nhường gỡ kinh rở. Khi mình thấy từ bộ phận phơi bày ra trước mắt như vậy rồi thì chúng ta còn ham muốn bất cứ cái bộ phận nào trong đó nữa hết, nhất là khi mà ngủ chặt chẽ và thấy rõ như vậy. Thì Đức Phật dạy là khi quán 32 thể trưởng, hành giả phải thấy được giống như là một người trong cái cơ thể này bao bọc bởi da, được nối lại bởi gân xương, là từ đầu đến đầu cho đến gót chân là nó có những món như vậy như vậy. Cũng giống như là một người nông dân mà có một cái bao các cái hạt ngũ cốc, khi đổ ra người nông dân phân biệt được hạt nào là hình sắc như hình như thế nào, sắc như thế nào, tên của nó là như thế nào. Thì một hành giả mà khi hành thiền và phân tích cơ thể thành 32 món cũng như vậy, phải phân tích được, phải thấy được món nào ở đâu và nó là như thế nào. Và khi mà phân tích như vậy thì tham muốn không thể nào sanh khởi trong tâm của hành giả nữa. Do đó cái quán thân mà qua cái dàn ba phân tích 32 thể trưởng nó giảm đi cái tham và cái sân của chúng ta liên quan đến cái cơ thể này rất nhiều. Đó là cái hiệu năng của cái phép quán 32 thể trưởng. Có một câu chuyện như thế này. Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế thì có một cô gái đó, con của một gia đình cũng là vương giả, nhưng vì mẹ của cô ta chết sớm và cha cô ta lại vợ khác, cho nên cô bé này được gửi đến cho ông bà ngoại nuôi. Khi lớn lên cô bé này rất đẹp, cô tên là Supa. Supa trong tiếng Ấn Độ có nghĩa là cái vẻ đẹp chiếu sáng. Thì năm 16 tuổi, từ nhỏ ông bà hay đi chùa cho nên là dắt cô bé này đi theo. Cho nên năm 16 tuổi cô bé này bày tỏ cái ý nguyện là muốn được xuất gia. Và khi ông bà nghĩ nói là vì cha của cô có vợ khác và yên bề ra thất trường này, cô thì chỉ chờ bây giờ ông bà cũng không biết sống được bao lâu nữa, nên ông bà nghĩ chắc xuất gia là tốt nhất cho con. Và cô bé cũng muốn xuất gia nữa, cho nên là ông bà sẵn sàng đưa cô đến đi viện và cho cô xuất gia. Nhưng vì cô này quá xinh đẹp, cho nên khi những năm đầu khi cô mở xuất gia đó, thì mỗi lần cô đi khất thực là cứ có những người thanh niên chặn đường cô và treo gẹo cô. Đó là một cái bất lợi của việc xuất gia mà trẻ đẹp quá. Thì có cái anh chàng đó chặn đường và treo gẹo cô suốt mấy năm liên tục không chịu bỏ cuộc. Cho dù những cái bức trường thường trong làng cũng như là trong đi chúng ai cũng nói cả những anh chàng này không bỏ cuộc, và cứ biết cô này cô không ở chùa mà cô đi chùa này sang chùa khác, nhưng đi đến đâu anh chàng này cũng đi theo hết. Và cuối cùng thì cái hôm đó cô không nhận được nữa, cô hỏi anh ta, cô hỏi này là tại sao tôi không làm gì hại đến anh mà anh cứ chặn đường tôi liên tục như vậy. Thì cái anh chàng đó mới nói là tôi thấy cô xuất gia uổng quá, cô còn trẻ đẹp như vậy, còn tôi là một thanh niên tuấn tú, tôi cũng sinh ra trong gia đình khá giả. Tôi nghĩ tôi rất thương cô, nhưng tôi rất muốn cô hãy bay về và chúng ta cùng hưởng thụ những cái tài sản của cha mẹ tôi để lại, và hưởng thụ cái tuổi thanh xuân của chúng ta. Tại sao cô đi xuất gia trẻ tuổi uổng phí một đời con gái như vậy? Cô Tỳ Kheo Ni khi đó, cô tu lên Tỳ Kheo Ni rồi, cô Tỳ Kheo Ni Supa này chắc rất bực mình về cái chuyện như vậy, nhưng mà cô vẫn cứ giữ được cái hoài khí, cô không bực mình. Và cô nói là tôi nhớ lại là tôi chưa từng làm điều gì phật lòng anh cả, và tôi chưa từng làm điều gì hại ai cả, mà bây giờ tôi đi tu cũng không yên nữa,
anh và một những người bạn của anh cứ đến quậy phá như thế này thật là phiền hà. Vậy thì bây giờ tôi hỏi thiệt anh thương cái gì của tôi? Anh chàng này được hỏi như vậy thì rất mừng và ngay lập tức nữa là ta thương cái cặp mắt rất đẹp, cặp mắt nai, cặp mắt trong veo tròn và nai tơ của em. Thì ngay lập tức cô này cô lấy cái tay cô móc mắt của cô ra và cô đưa cho anh chàng đó. Anh thích cặp mắt này lại và đi đi để cho tôi đi, cho đừng có chặn đường tôi như thế này nữa. Một cô gái 21 tuổi mà móc cái mắt của mình đưa cho người ta như vậy thì bây giờ ai dám làm không? Và anh rồi khi mà cầm cái mắt mẫu nó chảy rong rong như vậy và mẫu nó cứ chảy ra từ cái bộ mắt mà bị mắc cậy tới kinh sợ quá. Thì ngay lập tức anh tôi quỳ xuống xin lỗi. Nói là thôi không ngờ cô lại đi làm cái hành động cực đoan như thế này. Thực sự là tôi phải uổng cho cô khi cô đi tu ở cái tuổi trẻ như thế này, xinh đẹp như thế này. Tôi muốn đem cô về làm vợ. Nhưng mà cô móc mắt của cô ra rồi, bây giờ tôi cũng có thương cái con mắt móc ra rồi này. Anh ta xin lỗi và tránh đường và cô đi, anh ta phải bỏ cái con mắt ở lại vào trong cái bình bã ra để cô đi khất thực về mà. Thì trên đường đi cô đi về với Đức Phật rồi, trên đường đi vừa đi cô vừa niệm Phật vì thực sự là cũng rất đau đớn. Và khi cô đi về đến tình trạng thì do cái niềm tin của cô trong Đức Phật lớn quá cho nên vừa mới thấy Đức Phật thì cái cặp mắt của cô nó lành trở lại ở trong chú giải nói là thân bản. Nhưng mà cái câu chuyện nó rất sốc khi mình đọc. Thì điều này nó cũng nói đến khi cặp mắt của một người con gái cho dù là xinh đẹp như thế nào rồi còn con ở trong hộ mắt phải không? Con được điều gìn chăm sóc thì nó rất xinh đẹp nhưng khi móc ra rồi như vậy nó chỉ thành là một món trong 32 thể trường. Thì chúng ta thấy hầu như không ai dám làm cái công việc đó. Nhưng cái câu chuyện nó nói lên là một cái bộ phận cho dù là đẹp và hấp dẫn như thế nào khi móc nó ra để nó được mình như vậy nó không có gì là hấp dẫn đã hết. Cho rồi cái mục đích của cái việc tu tập của bản thân trên 32 thể trường chỉ là để phá vỡ cái tướng đẹp xấu, phá vỡ cái tướng đáng yêu hay đáng ghét, phá vỡ tất cả những cái tướng mà vì những cái tướng bên ngoài như vậy. Chúng ta sanh ra những cái cảm xúc này, cảm xúc kia và vì si mê không thấy rõ những cái cảm xúc đó sanh khởi như thế nào, tồn tại như thế nào, hoài nghiệp như thế nào mà chúng ta đi theo cái tiếng gọi của bản năng. Thì đó là mục đích của việc quán 32 thể trợ. Và trong niềm thân còn có một cái đề mục nữa buổi sáng chúng ta đã đọc trong kinh, đó là đề mục quán 9 cái giai đoạn hủy hoại của tự thi. Thời kỳ xưa ở Ấn Độ đó, thì là tự thi của những nhà giàu có thì là được hỏa táng. Họ không chôn cất như chúng ta. Ngày đổ hoặc là họ hỏa táng hoặc là họ vứt vào trong rừng. Vứt vào trong rừng họ nói là để bổ thí cho những con vật lạ. Chúng ta chết và gọi cái ăn lại bỏ vào trong những cái quan tài thật đắt tiền chôn phải không? Sau đó cải táng và còn tin tưởng là chôn ở vị trí nào thì là dòng họ gia tộc phát tài phải không? Đó là chỉ cái quan niệm của một bộ phận người Trung Hoa và người Việt thôi, còn phần còn lại của thế giới họ không có cái quan niệm nhập như vậy. Cho nên cái việc phóng thủy đối với họ việc rất vô nghĩa. Việc mổ kể rồi là linh thiêng của những cái người đã chết rồi đối với họ cũng có ý nghĩa gì mấy. Đặc biệt người Ấn Độ thời Đức Phật chỉ có nhà giàu thì họ thiêu được thôi, còn nhà nghèo thì đem chạm vào rừng vứt cho chim cho chó ăn. Cái buổi sáng nay chúng ta đã đọc là quán tự thi như thế nào. Một người để chết một ngày, hai ngày, ba ngày, thân thể bắt đầu trương phình lên, thâm da bắt đầu thâm lại và trên da hoặc trên những cái chín cái lỗ lớn ở trên cơ thể được bắt đầu chảy ra. Thì nếu như ai đã từng quan sát cái cơ thể chết rồi, chúng ta sẽ thấy là những cái bộ phận đầu tiên hủy hoại đến cái thở cơ thể chính là những cái bộ phận mà mở trên cơ thể của chúng ta là hai con mắt, hai lỗ mũi, cái miệng và hai tai. Mấy lỗ rồi? Bảy lỗ rồi phải không? Rồi hai lỗ ở giữa nữa. Vậy là chín lỗ. Thì từ chín cái khiếu này, chín cái khiếu lợn này, thì việc đầu tiên khi có thể hủy hoại là từ chín cái khiếu này nước vàng, nước chanh nó sẽ chảy ra. Và sau khi nó chảy ra như vậy, nhìn một cơ thể như vậy thì có gì hấp dẫn không? Có một cái câu chuyện khác cũng rất sốc thời Đức Phật. Đó là có một cái cô gái làm chơi tên là Sushima. Cô gái này khi cô còn sống, cô rất xinh đẹp và rất giàu nghề trong cái việc mà phục vụ đàn ông. Và một người đàn ông nào mà muốn trải qua một đêm với cô thì phải trả 1.000 đồng tiền vàng. Thì cô ấy
những cái năm cuối đời cô thì cô trở thành đệ tử của Đức Phật, câu chuyện cô trở thành đệ tử của Đức Phật cũng rất rất kịch tính. Nhưng cô sẽ không kể nó ở đây, mà kể thì khi mà cô chết rồi thì khi mà cô đang bắt đầu cô sắp qua tuổi thanh xuân, cô vẫn còn rất hấp dẫn. Nhưng mà từ khi cô theo trở về đệ tử của Đức Phật thì mỗi ngày cô phải tâm là cũng dường thức ăn cho bốn vị tỳ khưu. Thì cô là một cô gái làng chơi rất nổi tiếng, cho nên cô giàu có chứ không phải là người nghèo khổ. Thì cô cũng dường thức ăn cho bốn vị tỳ kheo, thì trong một số vị tỳ kheo mà đến ăn ở nhà cô, một số vị tỳ kheo vẫn còn rất trẻ tuổi, và các vị tỳ kheo khi mà thấy cô thị chủ xinh đẹp mỹ miều như vậy thì một số vị đã sanh cái tâm luyến ái. Và khi về lại chùa họ kể cho nhau nghe là đó, hôm nay chúng tôi đi khất thực đến ăn ở cái nhà của thị chủ xinh đẹp như vậy như vậy. Thì còn một vị tỳ kheo khi nghe miêu tả về cái sự xinh đẹp của cô Sushima này thì chưa gặp mặt bao giờ cả mà bắt đầu tưởng tượng ra một cái cuộc tình ái và bắt đầu si mê trong đó. Và có một bữa thì anh ta được cái người tỳ kheo, vị tỳ kheo trẻ này đã được đi đến khất thực ở trên nhà cô Sushima. Nhưng khi đi khất thực về, khi cái người tỳ kheo trẻ này đến khất thực thì cô Sushima bị bệnh rồi. Mặc dù cô bị bệnh và cô khi đi ra để cũng dường như chư tăng, cô phải có hai người phụ nữ dìu cô ra. Nhưng mà cho dù cô bị bệnh như vậy thì dung nhan của cô nhìn vẫn còn rất hấp dẫn. Thì vị tỳ kheo này về nghĩ là trời, bây giờ cô bệnh rồi mà cô còn mỹ miều hấp dẫn như vậy, uổng chi khi cô không còn bị bệnh. Khi suy nghĩ như vậy thì vị tỳ kheo rồi không còn tu tập, không còn hành thiền gì được lại hết, mà cũng không màng đến chuyện ăn uống nữa. Và 7 ngày nằm đó tương tư, không ngờ là cái ngày hôm đó sau khi cũng dường như chư tăng thì đặt đến đêm thì cô Sushima này chết. Thì cô Sushima này chết thì anh trai cùng mẹ Pháp Giang của cô là một trong những cái y sĩ rất nổi tiếng trong thành phố đó, và cũng là một đệ tử thần thành của Đức Phật tên là Chivika. Ông cũng đó cũng là cái người bác sĩ của vua và cũng là bác sĩ riêng của Đức Phật. Thì ông nói cái thông báo này, Đức Phật nói là em là icon cô Sushima là mình chung tuổi qua rồi, Bạch Như Lai Thế Tôn chúng con định làm lễ hỏa táng của cô ngày mai. Thì Đức Phật khoát đừng làm lễ hỏa táng cô Sushima, cô để 7 ngày đã. Tại sao Đức Phật bắt là để thì cô này 7 ngày? Thì sau 7 ngày thì Đức Phật ra lệnh là bây giờ đem cơ thể của cô bỏ lên trên một cái giàn thật đẹp, và xung quanh là có những cái khoảng trống để khoảng nhiều ngàn người có thể vây quanh để nhìn thấy được. Và khi đặt cơ thể của cô gái đang chơi nổi tiếng này lên trên một cái bề rất đẹp và có trang hoàng hoa rằng, rồi thì Đức Phật phải biểu là giọng lên ba hồi trọng và thông báo cho tất cả những người đã từng si mê về cái sắc đẹp của cô này trong cái thành phố này hãy để mà chiêm ngưỡng cô lần cuối, để nói lời chia tay về cô lần cuối. Thì khi mọi người đến, khi được sau 7 ngày thân thể của cô nó trương phình và dài ngược ra rồi, ngược nó dài ra từng chỗ này chỗ kia rồi, mặc dù xung quanh bỏ rất dài rất nhiều hoa và các cái loại hương liệu nhưng mà vẫn không thể nào ạt đi cái mùi hôi thối phát ra từ cơ thể của một người phụ nữ chết 7 ngày rồi. Thì sau cái hội trọng thứ nhất, Đức Phật biểu cái người mà tuyên bố nói là bây giờ la lên, nói là trước đây một người đàn ông si mê cô phải bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng để trải qua một đêm với cô, bây giờ ai sẵn sàng bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng để lấy cô về bệnh viện luôn không? Khi tuyên bố lên như vậy thì không ai nói gì hết, tuyên bố lên lần thứ ba vẫn không ai nói một tiếng, thì tất cả im phăng phắc. Trước đây người ta đã tranh giành nhau, thậm chí gây án mạng để được hưởng thụ một đêm với cô, và bây giờ nữa là được đem cô về suốt quãng đời còn lại, không ai dám đem về hết. Thế rồi Đức Phật cho giọng thêm một hồi trọng nữa và lại ra mà không, hồi xưa cổ là giá 1.000 đồng mỗi đêm, còn bây giờ toàn bộ cái thánh giả của cô chỉ giá 500 đồng tiền vàng suốt cả quãng đời còn lại, ai muốn lấy về không? Cũng không ai nói gì cả. Thế cuối cùng thì giảm giá đến mức là bây giờ người nào xin hay cô thì hãy đem thân nhạc cô về mà thờ, không lại đồng tiền nào nữa hết, và thậm chí vua còn bỏ tiền ra làm cho một số nghi lễ nữa, cũng không ai nói gì, và lục tục họ kéo nhau đi hết. Thì cái thân nhạc khi nó còn sống, nó còn được trau chuốt, còn được tắm rửa, còn được chiếc hương hoa ướp hương đi. Và sau mỗi cái giai đoạn quán tử thi như vậy, Đức Phật lại nói là thân thể này có bản chất như thân thể kia, có bản chất như vậy thân thể này cũng có bản chất tương tự. Thân thể kia là thân thể của chúng ta đang quan sát, còn thân thể này là thân thể của chúng ta. Quan như vậy để thấy được bản chất cơ thể của chúng ta nó cũng khác biệt cái chỗ như vậy. Bây giờ thì chúng ta không có
những cái tử thi mà vứt vào trong rừng để cho ta để cho trương phiền tai họa theo chín giai đoạn như trong kinh nói. Nhưng ít nhất thỉnh thoảng chúng ta đi đường cũng có thể thấy những người chết vì tai nạn, phải không? Khi họ nằm trên đường và một số bộ phận của cơ thể bị hủy hoại máu chảy ra như vậy, thì nếu như chúng ta là người có tu tập về quán thân trên thân, thì lúc đó chính là cái dịp để chúng ta có thể quán thân thể kia đi đến chỗ như vậy. Thân thể này cũng có thể có cái bản chất như vậy, nó cũng có thể đi đến chỗ như vậy. Khi quán sát như vậy thì chúng ta có thấy được cái mảng rộng này là mong manh không? Và cái thân thể này có gì đáng bám níu không? Có thể nương tựa lâu dài được không? Không, cái quán sát như vậy, cái câu đó rất quan trọng. Thân thể kia có bản chất như vậy, thân thể này cũng giống như vậy mà thôi. Nó đang nằm phim mẹ của sư cô đang ở trong bệnh viện á. Thì cô vào bệnh viện nuôi mẹ mấy tuần, thì cô mới chứng kiến được rất nhiều cái khoa mà bà cụ ở, thì phần lớn là người già trên 80 tuổi. Nhưng thỉnh thoảng cũng có những cái người trẻ tuổi, vì đó là cái mùa có cái bệnh dịch xuất hiện, cho nên lâu lâu có những cô gái mới có 17-18 tuổi, rồi có những cô gái mới có 27 tuổi, có những thanh niên mới có 23-24 tuổi cũng bị sốt và vào đó và bị tai nạn, vào đó và mấy ngày thì ra đi. Thì trong 3 tuần mà cô ở trong bệnh viện nuôi mãi như vậy, cô chứng kiến 17 người ra đi. Phần lớn là người già đã không ra đi thì cơ thể cũng rất khổ sở. Và đó là cái giai đoạn mà cô thấy là mình tu tập tốt nhất. Thứ nhất, mình thấy người ta khổ vì sanh già bệnh chết như vậy á. Mình sanh ra cái tâm từ bi, mình thương cho cái kiếp người. Cái kiếp người nó rất mong manh, kiếp người nó không như chúng ta mong đợi, như chúng ta mong muốn. Nó còn những cái yếu tố nó nằm ngoài quyền kiểm soát của chúng ta. Cái thứ hai nữa, mình quán cái sanh già bệnh chết, những cái chết, có những người chết ở cái tuổi rất trẻ, có những người chết ở tuổi trung niên, có những người chết ở cái tuổi già. Thì chúng ta sẽ bạn nếu và cứ nghĩ là mình còn trẻ đâu là chết nhưng mà hỏi. Chúng ta biết được là cái chết có thể đến với chúng ta bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời. Chúng ta không thể nào tin tưởng cứ nghĩ mình còn trẻ, mình còn thể có thể làm việc này việc kia. Đừng có bao giờ tính như vậy. Chúng ta vẫn có thể lên những cái dự định, nhưng mà những cái dự định đó không phải là chắc chắn, không có gì chắc chắn cả. Một cái người quán trọng quán thân trên thân, quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoài thân, quán thân trên nội thân và ngoài thân, nhìn đi đâu cũng thấy được cái tánh vô thường, tánh hoài diệt của cái thân, cho dù đó là trên thân thể của chính mình hay là trên thân thể của một cái cá thể khác. Nhưng khi quan sát như vậy, chúng ta thấy tấm thân này không phải là một cái thành trì mà để cho chúng ta có thể nương tựa lâu dài trong đó, và cũng không phải một cái gì để chúng ta có thể chấp trước vào trong đó để sanh ra tự ti mặc cảm hay sanh ra ngạ mạn kiêu căng khi liên hệ đến cái tấm thân. Và Đức Phật nói là có 6 trường làm, được làm bởi tứ đại, được sanh ra bởi cha mẹ, được nuôi dưỡng bởi thức ăn và được nâng niu ấp ủ chất chiêu bởi cái người dựng mắt vào trong cái tấm thân này. Kết quả thì chúng ta kết thúc bài pháp về quán thân trên thân trong tư niệm sự ở đây, và phần còn lại sẽ là phần câu hỏi liên quan đến tu tập niệm thân. Theo dõi hơi thở và cái sự xúc chạm của hơi thở, đó là cái hơi, cái gió, yếu tố gió, cái sự xúc chạm và cảm nhận, thì cái đó là yếu tố đất, thì cái đó thuộc về quán thân, hơi thở thuộc về thân. Do đó quán niệm hơi thở, cho dù đó là quán niệm phóng đại, hòa đại, địa đại hay gì, hoặc là quán niệm cái luồng gió đi vào đi ra, hoặc cảm giác sanh ra bởi cái luồng gió đi vào đi ra đó, thì đó cũng thuộc về quán thân. Đây là một phản ứng bình thường của cơ thể khi chúng ta ngồi lâu, thì cái yếu tố nước, cái yếu tố đất nó nổi trội hơn, và chúng ta có cảm giác là nó hình ra, đó là cùng với kèm với cái tưởng, đó là khi ở cái tâm quán, cái tâm chánh niệm tỉnh giác ở trên thân ấy, nó không có rõ ràng lắm, và nó thay vào đó mà đi vào cái tưởng, nó đi vào cái tưởng thì cái yếu tố đất và yếu tố nước, chúng ta sẽ có cảm giác nó phình ra, có những cái giai đoạn an giả để có cảm giác là thân mình nó phình ra và nó chữa đầy cả vũ trụ.
Cũng có những cái giai đoạn hành giả thường khi mới đi vào đình, một số hành giả thì là thấy toàn bộ thân mình giống như một cái bụi đá hay một cái khối đá nó cứng nhắc. Thì đó là cái trạng thái đình chứ không phải là cái trạng thái mình đi vào đình nhiều quá, còn quán cái đó là cái sức quán nó yếu đi rồi, và rồi đi vào đình. Đình thì nó dựa vào trên những cái tưởng, đình nó dựa trên cái tưởng, không có vấn đề gì cả. Sau đó thì nó sẽ đi ra khỏi cái giai đoạn đó, khi mà cái tâm chánh niệm tỉnh giác, cái yếu tố tuệ nó được tăng lên thì cái tưởng đó nó sẽ từ từ biến mất. Tôi nên rất khó kéo vậy ha. Thì khi đó có thể không kéo lên được thì mình có thể là đi xuống để xem cái điểm xúc chạm, để quan sát cái cảm giác khi điểm xúc chạm với bồ đoàn hay là với cái sàn nhà đó. Và có cái cách cuối cùng nữa đó là mở mắt ra và đưa mặt cái tay chạm xuống với bồ đoàn đó, thì nó ngay lập tức cái tường đó nó bị vỡ ra. Còn thì khi cái tường vỡ ra chúng ta sẽ được tê cái mặt bồ phần hàng giữa, cái việc mà bộ phận năng lượng nó tê cực như vậy đó, nó có thể xem ra cái ảo tưởng là thân thể nó phình ra nó nặng như vậy. Hồi giờ là chiều sư cô có nói là đi ngồi thiền thì đưa lưỡi lên cái hàm chân sang nằm trên để chặn cái lớp miếng lại. Thầy đi đâu? Cô ấy hỏi là khi cô giảng là nói là khi mình ngồi thiền thì mình cong cái lưỡi một tí để cho nó đốt tiếp nó bọt lại như thế này. À, khi mình ngồi đó, nếu mà mình không cong lưỡi lại chân lên đến nào trên thì nó bọt nó có thể chảy ra và mình phải nuốt nó thì là rất khó để mà điền tâm. Nó sẽ làm sao thật chắc đồng, nó mình hơi cong cái lưỡi như thế này để cho cái giọt lưỡi đó nó hơi rùng lên trên kia hàm lên một chút, đừng nghe nữa. Nhưng mà hai hàm đang không có nghĩa là gì nhau thì là nó phải tiết chế cái điện nội bọt không chạy ra để chúng ta không phải nuốt nội bọt không ngồi thiền. Vâng, thưa sư cô, là cũng có hầu hết các thầy giảng thì đều nói là mình đặt cái đầu lưỡi lên chân hàm sang trên để tạo cái kim đính gọi là cái cam lầu để nuốt vào cơ thể, đấy nó là cái dinh dưỡng đấy. Thì con cũng không biết thì... thực ra cái động tác mà cứ con người lên một chút để chạm vào cái hàm trên á, cái hàm trên của đằng dưới của răng nữa, thì làm như vậy là để tiết chế cái điện nội bọt mà thôi, cái công năng của nó là như vậy. Thế nó đừng có chạy ra, chúng ta phải nuốt thôi. Cũng có thể có một cách nữa đó là khi làm như vậy thì do cái điểm xúc chạm rất bí tệ đó, do rất nhạy cảm vào cái điểm đó, thì nó cũng giúp cho chúng ta giữ được cái chạy niệm ở bên thân tốt hơn. Cô cho con hỏi là thì cái lúc mà mình ngồi thiền ấy thì mục đích là sẽ để vào định. Thì bây giờ mình có thể là mô tả được cái định nó như thế nào, như hôm qua cô mô tả đấy, xong mình tưởng luôn là cái định nó như thế để mình đưa mình vào được không? Tu tập định và để đưa mình vào định có những cái trường phái khác nhau. Có một số trường phái của thời Đức Phật đó, thì người ta mô tả trước rồi sao rõ người ta đưa tâm vào đi. Là trước khi thành Phật là Bồ Tát Trì Đạt Ta đã từng tu tập với những vị thầy như vậy. Có hai vị thầy là Bồ Tát Trì Đạt Ta đã đạt đến những cái tầng đỉnh mà các cái vị thầy mô tả, và Trì Đạt Ta đã tu tập theo cái phương pháp đó để đạt đến những cái tầng đỉnh như vậy. Nhưng mà cái đỉnh nữa là đỉnh ảo tưởng không thật. Cho đến khi giả mồ giải thoát, khi mà Đức Phật khi Bồ Tát ngồi dưới cội cây Bồ Đề thì Bồ Tát nhớ là lâu hồi con nhỏ mình ngồi dưới cái gốc cây học táo khi đó 16-17 tuổi gì đó, và một cách không chú ý tụ tâm lên hơi thở vào ra và đã nhập vào nhất thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền không ai dạy hết, một cách rất tự nhiên. Và Bồ Tát phát triển lại tâm theo cái hướng đó chứ không phải là theo hướng của các cái vị thầy ngoài đàm dạy. Thì khi phát tâm triển tâm theo cái hướng đó thì Bồ Tát cũng là gọi là sa môn cô đàn, bị đắc được những cái tâm điểm sâu hơn và thật hơn, thực chất hơn, để từ đó phát triển cái về giác để đi đến cái quả giác ngộ giải thoát. Do đó thiền trong Phật giáo theo truyền thống của Đức Phật khi ngồi dưới cội cây Bồ Đề đó là để định đi đến tự nhiên chứ không phải theo bất cứ một cái tình từ mô tả theo khái niệm nào rồi, một cách chủ ý đưa tâm vào trong những cái trạng thái như vậy. Thiền Phật giáo không phải như vậy. Có thể một số những cái vị đạo sư phạm vào đây cách thiền như vậy, nhưng trong thiền Phật giáo nguyên thủy á, thì để tâm tự nhiên phát triển và có cái trạng thái bình tự nhiên, cái quan sát trên hơi thở tự nhiên chứ không chú ý đưa tâm về vào những cái trạng thái đã được mô tả được đó. Đưa cái định mà trước khi phải đưa cái định mà Đức Phật thì
thiền của cái định mà trước thời Phật và cái định của Đức Phật. Nó khác nhau cái định mà Đức Bồ Tát tu tập giữa cái sự hướng dẫn của những cái vị đạo sư tạm trước khi mà ngài giác ngộ đó, với cái định mà ngài chứng được giữa cái bồ đề là khác nhau. Cái định thứ nhất thì chỉ gọi là cái định trung trung vậy thôi, nhưng mà định thứ hai được gọi là chánh định. Cái chánh định thì nó có năm yếu tố như cô đã nói đó, là có tâm, có tử, có hỷ, có là, có nhất tâm. Và cái định thứ tư thì không có hỷ làm, mà lại là có xả và có nhất tâm. Thì nó có những cái yếu tố như vậy thì gọi là chánh định. Còn cái, những cái định của những cái trạng thái khác thì không có gọi là chánh định, mà đôi khi gọi là bạc định. Cái chánh định trong cái một trong những suy trí của bạc hành đạo đó, thì chánh định là cuối cùng phải không? Cái chánh định được định nghĩa và được mô tả là bộ cái tương định của Đức Phật đạt được khi ngồi dưới đầu ngồi cây bồ đề, thì đó gọi là chánh định. Còn môn tu tập thiền sư thì thư dạy về giống như là kiểu mình vỡ ấy, theo dõi cái điểm thực trạng thì mình cảm thấy nó tâm mình nó nhẹ nhàng, nó bình an hơn. Nhưng mà khi mà trở sang theo dõi thảo thì nó hơi bị vang vang đầu, hơi vang vang đầu. Có thể vì đình trước phát triển sâu đến mức cần thiết, thứ nên theo cái sự trục trạng để gia đình phát triển sâu cần thiết để thân tâm nhẹ nhàng. Buổi sáng nay khi chúng ta đọc về thiền hơi thở, nó có cái giai đoạn là thân tâm nhẹ nhàng phải không? An tịnh toàn thân tôi sẽ thở vào, an tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra. Đầu tiên là phát triển định à. Qua cái hơi thở như vậy, phát triển định để cho thân thể an tịnh cái đã, và chúng ta mới bắt đầu quán sang cái pháp được. Chứ còn nếu mà thân thể chưa an tịnh, nó chưa thoải mái lắm, quán sang cái pháp rất khó và nó có thể làm đau đầu nữa. Tìm trong Phật giáo thì trong rất nhiều bài kinh Đức Phật đã có hai cái chi pháp mà cần phải phát triển, đó là Vipassana và Samatha. Hai pháp này phải phát triển trong hành chứ không có tách ra khỏi nhau. Đức Phật không bao giờ biểu là phải phát triển Vipassana mà thôi. Đức Phật cũng không biểu là phải phát triển Samatha mà thôi. Samatha có nghĩa là đặt cái tâm xuống, an tĩnh cái tâm. Và Vipassana từ cái tâm đã được an tĩnh đó rồi thì mình có thể nhìn theo nhiều cách được. Còn khi mà cái tâm chưa an tĩnh đó thì cái nhìn của chúng ta nó không chỉnh chạm, nó rất rối loạn. Trong một cái bài kinh khác thì Đức Phật vị là khi mà tâm chưa an tĩnh có nghĩa là tâm bị một hoặc là nhiều hoặc là tất cả năm cái triền cãi khởi động. Thì cái triền cãi thứ nhất là tham dục khởi động với tâm. Tâm chưa có định thì là chúng ta sẽ có một hoặc là vài ba hoặc là cả năm cái triền cãi này. Còn khi mà tâm có định rồi thì nó phóng mạnh năm cái triền cãi này. Còn khi tâm chưa có định thì tham dục được vậy, được vị như là một cái lít nước mà có vần đục, vần buôn trong đó. Còn cái lít được vần đục thì chúng ta có thể thấy cái đại nó rõ ràng không? Thấy được. Và sân hận thì bị như là một cái nồi nước đang sôi. Cái nồi nước đang sôi là thì nó đang luồn nhào lên như vậy thì chúng ta có thể được cái gì trong đó không? Không thể gì rõ ràng thế. Còn cái thân khi mà tâm mà có giả rồi buồn ngủ thì nó là giống như là cái hồ nước mà đang có sóng. À khi tâm có nghi ngờ thì là nó là giống như hồ nước đang có sóng. Chúng ta cũng thể nào sôi và thể cái mặt mình một cách rõ ràng, chính xác được. Mà khi tâm có giả rồi buồn ngủ thì nó là giống như cái hồn nước mà cũng đang bị sao động. Khi cái hồn nước đang bị sao động như vậy, chúng ta cũng không thể mà trao nghiêng thì chúng ta không thể nhận thấy cái gì cả. Cũng khác biệt giữa Đức Phật và các vị thánh tăng họ dùng cái hỷ lạc của thiền định để nuôi dưỡng cơ thể, nhưng không phải lúc nào họ cũng quán. Nhưng cái mục đích chính của định là để cho cái tâm trong sáng, tâm sai kiệt cả cái phiền não, sai kiệt cả cái triền cãi, thì nó mới có thể thấy được. Còn người Tây Tạng họ gọi cái tâm là con mắt thứ ba. Và anh nghe cái chữ này chứ, con mắt thứ ba có nghĩa là nó thấy khác với chúng ta. Không, nhắm mắt ra vẫn có thể thấy được, cái thấy được nó thanh tịnh hơn. Thì cái đó nó gọi là cái trì quán. Còn bình thường như thế này chúng ta không vượt qua được năm cái triền cãi đó thì chúng ta không thể nào hiểu bài được cái con mắt thứ ba đó được. Chứ đó định hỗ trợ cho quán rất nhiều, và quán hỗ trợ cho định ở cái chỗ quán, nó sẽ cho định phải biết được là mục đích của tu thiền không phải là để sanh để hưởng thụ những cái cảnh như vậy. Mục đích của tu thiền cũng không phải là để sanh lên trên những cái thế giới mà có tuổi thọ rất dài và được hưởng những cái lạc cũng như vậy như vậy. Mà mục đích của thiền đó chính là để thấy năm cái vật này là những cái thứ tạo tác và những cái thứ tổng hợp, và nó có thể tan hoại và nó vô thường, hổ vô ngã, để đừng có phụ chấp vào năm cái vật này nữa. Đó là mục đích chính của thiền. Thì định và tuệ nó tương tác và hỗ trợ cho nhau như vậy. Không có điểm thì tuệ như thế nào sai được.
đình chỉ có thể sanh trong cái tuệ chỉ có thể sanh trong cái người có đình, và chỉ có người có trí tuệ thì mới tu tập thiền định. Thì hai cái là mô tương như vậy. Bài kinh đã được nói trong kinh Phật cũ mà chỉ có thể có cái phần dịch tiếng Việt ấy, chỉ từng mở của cái ngôi nhà này. Thay đổi là hôn trầm, đó là cảm thấy hôn trầm. Nếu như mà cảm thấy mà thiền tâm tường làm cho cái tâm mình vui lên và tận hợp và thích thú trong việc hành thiền để đem lại những cái cảm thấy giải trí của mình, tiếp tục trong cái thiền tâm tường. Thiền tâm tường thì thường được dài như là một cử thiền chuẩn bị. Nhớ đó, khi cái tâm của chúng ta đang trao đổi nhiều thì chúng ta có thể dùng thiền tâm tường để đưa tâm về một hướng. Khi mà tâm đã yên tĩnh rồi thì chuyển sang niệm hơi thở thì mình đi vào các cái tầng định sâu rồi. Tức là trong một thời thiền chúng ta có thể sử dụng thiền tâm tường như là cái gọi là cái chương trình đèn, chương trình lõi. Sau đó niệm hơi thở hay niệm thân sẽ là cái chương trình chính của cái chương trình đó. Một thiền thì để mà đạt được cái kết quả tốt thì ta cũng nhất thiết phải ngồi như nào đó. Ví dụ như cách là bán giả hay ngồi thoải mái cũng có thể làm được. Không nhất thiết phải ngồi kiệt già hay bạn nhà, có thể ngồi trên ghế cũng được. Hoặc là có thể ngồi, người nhân thì họ ngồi trên một cái ghế mà họ có thể bỏ chân vào bên dưới được rất thoải mái. Họ ngồi theo kiểu giống như quỳ, còn người Tây Phương và những người lớn tuổi thì họ ngồi trên ghế. Không nhất thiết là phải ngồi ở trên ngồi kiệt già hay bạn nhà. Cách đây mấy chục năm ở chùa Bửu Long, đệ tử của ngài Hồ Tông. Hồ Tông là vị tổ của Phật giáo Nguyên Thủy ở Việt Nam đó. Thì có một cái bài đó, bây giờ bà chị ấy trời. Bà đó bà tu tập thiền định rất dễ dàng. Thì hồi đó thỉnh thoảng ngài Hồ Tông cũng tổ chức những cái ngày tu bạn con trai dở lắm. Thì những ngày bạn con trai dở là bà cùng và bà cứ đến chùa tu và bà nhập định dễ dàng. Thì hôm đó thì bà xả thiền ra rồi, nhưng mà khi mà bà gọi xe taxi gọi xe chiếc lô để chở bà về đó, thì khi bà vừa mới ngồi vào trong cái chiếc lô, bà ngay lập tức bà nhập định. Bà chưa kịp nói cho cái người lại xe chiếc lô là nhà bà ở đâu, cần phải đưa bà đi đến đâu. Thì bà nhập định như vậy thì bà không biết gì nữa hết. Và anh chiếc lô đó cố gắng lấy bà dài cũng được nữa. Thì bà nhập định sâu quá, anh ta sợ quá, tưởng là bà bị biến cố gì và chở bà vào trong bệnh viện á. Bà nhập định và đến sáng mai bà về xuất ra khỏi đình, bà thấy là mình đang ở trong bệnh viện. Bà hỏi ai đang tao vào đây. Thật như vậy. Nhưng mà có việc từ giới hạn cho mình, giống như cái ngồi thiền mà bắt đầu cảm thấy cơ thể của mình là đóng cửa một cái phim ra, thì cô sẽ mở mắt ra và cô tự xúc chàng để mình đừng có đi sâu vào những cái trạng thái mình biết là nếu như không có ai hướng dẫn